tối qua kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyến tàu tập kết 1954-2024, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa cùng Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp tổ chức chương trình cầu truyền hình Niềm tin và khát vọng nối 3 điểm cầu cả nước gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa và Đồng Tháp. Chương trình đã kể lại một hành trình đầy tự hào, sự đón tiếp nghĩa nặng tình sâu của quân dân Nam Bắc, cùng những thước phim về hành trình tiếp nối của những hạt giống đỏ cho ngày thống nhất và đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình diễn ra tại 3 điểm cầu trên cả nước gồm khu lưu niệm đoàn tàu không số, lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khu lưu niệm đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa và khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Chương trình gồm 3 phần, phần 1 đi vinh quang ở Anh Dũng, phần 2 đồng bào nghĩa nặng tình sâu và phần 3 hành trình tiếp nối nhằm ôn lại các dấu mốc lịch sử từ chiến thắng Điện Biên Phủ, ký hiệp định Geneva và thực hiện hiệp định, được thể hiện bằng các đoạn video tư liệu dựa trên một phần ký ức của những chứng nhân lịch sử. Các cuộc trò chuyện giao lưu với nhân chứng lịch sử kết hợp với những ca khúc, các tác phẩm âm nhạc đã mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc về những ngày tháng lịch sử không thể nào quên của dân tộc. Tại các điểm cầu của chương trình, đại diện Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, nơi đang lưu giữ gần 72.000 hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB, đã trao trả 4 bộ hồ sơ của các cán bộ DB, đặc biệt là cán bộ miền Nam tập kết cho đại diện gia đình, thân nhân cán bộ. Ở điểm cầu Đồng Tháp, những kỷ vật cùng với tấm hình quý giá của liệt sĩ Hồ Hữu Hy đã được trao về cho con gái của liệt sĩ là bà Hồ Thanh Thủy,